tư hoặc. Đây là tư tưởng sai lầm, tham sân si mạn nghi toàn là sai lầm. Trong tự tánh không có, tìm không ra tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn nghi là tư tưởng sai lầm, nên nhớ vậy. Tư tưởng sai lầm đó chính là tạo ba nghiệp ác. Nghiệp trong ba đường ác, hà tất phải làm những việc này? Trước đây nói về thiện nhân thiên, tu thiện, hai cõi trời người tiêu mất phước báo của quý vị. Quý vị tu nhiều phước như vậy, quý vị tạo nhiều tội nghiệp như vậy, đọa lạc tam đồ là tiêu tội báo của quý vị. Cho nên lúc đó là tiêu nghiệp, nhưng là chế tạo nghiệp nhân, những người này đều ở cõi người, những cõi khác đều là đang chịu quả báo. Tạo nhân ác ít cũng có, không nghiêm trọng như ở cõi người vậy. Cho nên thọ mạng có người tuy ngắn ngủi, nó vẫn là đầu mối quan trọng trong lục đạo. Trong lục đạo thay đổi như thế nào, làm sao mà luân hồi? Đây là then chốt không thể không biết. Chúng ta nếu như không gặp được Phật pháp, đối với những sự việc này sẽ không biết được. Mê hoặc tạo nghiệp thọ báo, quý vị xem đáng thương biết bao. Gặp được Phật pháp, làm rõ được sự việc này rồi, hiểu thấu đáo rồi, nhanh chóng quay đầu, bỏ ác làm thiện, vậy là quý vị thông minh. Chúng ta không làm việc này nữa, thiên tài định, rất nhiều người lo lắng dịch bệnh đến. Dịch bệnh vô cùng nghiêm trọng, nhiễm bệnh 3-4 tiếng đồng hồ là xong luôn, chữa bệnh cũng không kịp nữa. Có phương pháp gì để ứng phó không? Có. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật pháp thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Khoa học còn chưa đạt đến được từng lớp này. Những vi khuẩn virus này là như thế nào? Từ đâu mà có? Từ tham sân si mạn nghi biến hiện ra. Nếu như tham sân si mạn nghi đoạn được, thì những vi khuẩn này không còn nữa. Họ có tham sân si mạn nghi, họ mang những thứ vi khuẩn này. Quý vị không có tham sân si mạn nghi, những vi khuẩn này trên thân quý vị đều không khởi tác dụng. Vì sao vậy? Vì quý vị không có tham sân si mạn nghi, nó không tương ứng với quý vị. Chúng ta gọi là quý vị có sức miễn dịch, nó không khởi tác dụng. Nó là tham sân si mạn nghi, quý vị trong tâm cũng có tham sân si mạn nghi, vậy là gặp nhau liền hợp rồi. Chính là sự việc như vậy.